ជម្រាបសួរតារាខេមបងប្អូននិងអង្គពុំមីងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខេមខ្ញុំបាទបាទពីវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយផ្លាច់ជារៀងរាល់វីដេអូនៅក្នុងការអាប់ឡូតនៅក្នុងការបដិជនតារាខេមលោកអ្នកនាងផងដែរថ្ងៃនេះក៏យើងមកបង្ហាញនៅវិធីនៅក្នុងការធ្វើសុបមនខ្មៅថ្នាំចិននេះជាវិធីរុចិវិញឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយបើកម្លាំងទៀតនិយាយអចំទៅគឺវាជំនួយតដល់សុខភាពហើយប្រភេទមនខ្មៅនេះបងប្អូនយើងអាចរកទិញនៅ
lắm món này sạch với chân ngành hơi rùi chết với chân dễ bị thay em mình tên hai bơ cầm lạng cơm sáng cái dân miên cho mùi nướng thân em chân mà cả chóp bà thân em chân ní cái miên cho mùi nướng ở dân sân bà miên cho mùi nướng tròn nạp vật tri bà nó khăn ông nấu sạch chỉ cả sạch tên bà đó nó bông ổn đã ta mà cả chóp ní dễ bị thay trai mình tên mà chân năng ní nhà mà cơ xa buôn tập ram này ấy mà lòng mỏng xong cua tên bà đó lớn nè mà đại đam tắc hết bông ổn đam tắc dân tục mùi sần tu tớ cái pin mỗi sần tu móc ba cầm rộp máu khơi thật tắc bỏ dưỡng chập đam pu hái cứ dưỡng đặt thân nam chân mồn phù thật thân nam chân mình nghỉ phơi với na bông ổn nét ba cứ dưỡng tại đại viêm mồn phù thật cường bỏ viên nước sát sang tại chỉ cường kìm bà chân cứ dưỡng tươi rụng ngoa ba hai chỉ ai tung cả là máu ở đây có cái hai tham mà phơi này tì ấy na bông ổn nét ba thưa bài ní ru chít sốp mòn không ai thân nam chân bỏ dưỡng bị châu chít á bà đã tên giờ bị thắt nổ mình tên hai vợ đã can tại bị xe trên nút bông ổn hai tục tâm mà sử tu ba cầm rộp mau giờ bị thay ba mau lòng chung ngôi chắc lần mà đang thay rồi chết tôi bảo nó không có bao giờ mình tên bố thay về chung ngôi khăn á nè bà hai chung ngôi lẹ cả nạ mùi thay nhằm hai miên rồi chết chung ngành bà hai mặt mến chung ngôi hai thua ở dưới nơi chua lẹ cả nạ mùi thông ấy lẹ cả nạ mùi của bạn nó không có tự tiến ọt thì thông là mà chung ngôi mà chung ngành ta mà đồn nét bà xạ là bóng bán tình ọc ní bà khơi hai tầm nổ mình tên lơ tình môi xâm rạp nó không có chấm ấn này cho mùi nướng sốc mòn khám áo thân nằm chân ní hết á bố bốn chết mình tên bà ọc con bà cường dẫn sân cảnh chọp nên dễ bị thay đạm mơ dễ bị thay lẹ cả nạ mùi thay chẳng anh khó lắng nè bà nẹ đại quạt mình toàn xa ai xa bàn khơi tập bó ấy bông ổn can tay mà ngó can tay cả hòm can tay rụng ngó can tay bó lăng xa át mình tên tắc mà chân năng đi dơ rụng ngó nữa sao cả là chân năng đó bông ổn bà tự phôi bàn lộ dơ rụng ngó cho mùi nâng sốc thân nam chân đi môn sân máu bà tốt mà tiết chăm dưỡng đạn đây cho mùi nâng môn bỏ dưỡng á bông ổn khơi nhé bà bà đi dơ rụng ngó nâng dơ mình toàn khăn ông cặp xăm cường chăm dưỡng đạn môn tục ở việc bu mùi sần tu tới chếp dưỡng đạn cường bà nó bông ổn bà đậm bầy ở việc bằng càng được lần chân bà lần chung ngôi được chết chung ngành bà thua bạp ni ố bông ổn nào tình hồn ấy bà mòn bỏ dưỡng đặc luộc chân máu tục mùi sụp bậy chân tất bà cô vì bản tích mơ bà tình hồn mình tên bà có bong mòn cho tất được chân bà đấy bông ổn bà tại tạm bạc toàn chân ấy bông ổn ấy dân đặc mòn tới thử tật đại ứa mà mơ tên lặng lao bà đã xâm khăn nó cứ bò tình hồn mình tên hà đông đông nâng ấy khăn khi trong bát hai chạy thai vân ta xâm rập rồi chết biết đôi chạy thai thì bà vân ta chỉ bập hết đụng lại cái nạn đi chứng ấy bà vân ta xâm khăn bóng phót nút kê bên đây không ngại cả chấp thân nam chân nâng ấy bông ổn bà đã mau gì bị ta chung ngôi mình tên hay là nếu cái dân cô tơ cô ma mùi sần tu ý chân tới dân cọp vi tục ở pu mùi sần tu cọi mốt tập dân xăm cường á bông ổn bà thua bạn ni ru chết mà hô bỏ dân gì bị ta chứng ngành hay min cho mùi nâng cầm lặng bước ta mà đóng về để ban hot tơ gì bị thèm tập bạn bỏ được giải á bông ổn này phù ta bị chứng ngành khăng nè đây mình thua nó không cả thử tu tiên ai phơ ban hay bỏ bên chân nó video đại khang cho bạn bằng hang tạch nick nó không cả thua mà hộ mùi một ní ba subscribe luôn cả đằng admin nè mùi nè dương pra ẩm bơm mà chép bèm cho mùi nó bị chênh bật tích score bật tích tới bạn lùi tật tay mà chút bè đọc bày lùi nơi rùi chia đó bông ổn bèm thua bạn ní cứ bằng can nơi ở rùi chia ta mà đồn bông ổn nhưng châu chất tam chùm nấu chật bà cơm xám trừ cho mùi nó chùm nấu chật bỏ bông ổn nơi chẳng nè mình bài bếch mình bài bếch mà là móm xám cua ta mà đồn á bông ổn bà thua bạn ní rùi chia chẳng anh hái ta tục bạn nơi ở rùi chia tiệt bà và đẹp bì xe khá lần chung ngôi cha buôn pram tê hà bông ổn khởi nhé bà ta cứ dân đã trả nào về dùng rùm ngó tới sao bạn này hay trong cái dân đã tâm bồng bồng bà tâm bồng bồng nếu cái dân bồng bồng đã đầm bày lụi nơi rùi chia lần chung ngôi á thua bạn nơi rùi chia chẳng anh hà bông ổn bà cô tơ cô mà mơ tầm hòn bỏ dưỡng chạp đam được không cả chợ ấn đó nè bà chợ ấn ấy hai bông ổn khởi nhé bà tục tầm mập lật giờ bị tập buộc cực mơ tầm nông ơi tầm nông lẹ cả nặng mùi thèm hồ tục mặt trao tiền hết bông ổn hết bò được dài bà đá ai khinh khoa bà thía bà hay nâng khoa bà play ếp xên thì đấy chẳng hạn đấy mình đã xa squad đá thế bông ổn phù vì nó không cả chọc thân nam chân nâng ổn bà bà dưỡng thôi bà nâng rồi chết bên chân anh nha bông ổn bà xa nhằm bà nế bà mòn khám ai nâng gì bà ta khám ai xa 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 xa
អរគុណហើយបច្ចៈជូនណាបងប្អូនតែញ៉ាំបានមន់ខ្មៅចាំធ្វើបើតែញ៉ាំប៉ះចាំមន់សម្លៃកុំធ្វើអត់ឆ្ងាញ់ទេព្រោះមន់សម្លៃរៀងអ៊ីអ៊ីឡាឡាអីចឹងណាបែមើលតែវីដេអូរបស់ខែកច្បាប់បង្ហាញនេះដឹងណាបងប្អូនណាបែសុបមន់ខ្មៅរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបែឥឡូវចានឲ្យដូចដាក់ចានបានណាបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នេះសម្រាប់ក្នុងក្រុមការផ្ដល់ជូនតែបើរសជាតិវិញបើកម្លាំងខ្លាំងមែនតើញ៉ាំទៅសាច់វាឡើងផ្អែមរសជាតិវាឡើងឆ្ងាញ់បាទហើយត្រូវជាមួយនឹងគ្រឿងថ្នាំចិនរបស់យើងទៀតមកអូយឈ្ងុយណាស់បងប្អូនបាទក្លិនឈ្ងុយក៏បើកម្រោបមកឡើងឆួលលក្ខណៈមួយថាចង់ញ៉ាំតែម្ដងណាវាអត់កពុលវាអត់ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយថាធុញទៅលើនឹងក្លិនណាបាទវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានចំណូលចិត្តទៅលើនឹងក្លិននៃមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅជាលក្ខណៈមួយថាក្លិនប្រហែលសុបតែម្ដងណាបងប្អូនអរគុណបាទនេះគឺជាតិចនិកមួយចំនួនដែលខាងអ្នកម្ដាយប៉ិនប្រសពនៅក្នុងការលើកឡើងបាទចេញពី Channel Dara Cooking បាទពេញចិត្ត Subscribe រួចក៏ដឹង Admin ម្នាក់មួយផង Share ចែករំលែកទៅដល់ខែបងប្អូននៅក្នុងការទស្សនានៅជាមួយនឹងមុខម្ហូបមួយមុខនេះផងដែរណាអរគុណច្រើនបាទយើងខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរទៅដល់ខែបងប្អូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដោយការរកទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រងរបងគ្រូសាទាំងការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យសុវត្ថិភាពទាំងផ្លូវទៅនិងផ្លូវត្រឡប់មកវិញថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសូមកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មមយុវតែឆ្លាតតេចំពោះគ្រឿងញៀនបាទខណៈនេះអេដមីនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាយបាយ